Chào mừng mọi người đến với sản phẩm Smart Home nhé. Hôm nay Smart Home giới thiệu với mọi người về bộ điều khiển cái xi lanh điện này qua tay phát cửa S hoặc là nguyên dẫn trực tiếp trên mạch. Thì bộ điều khiển này hoạt động ở điện áp 12 đến 36V này, thì điều khiển được các loại xi lanh điện hoặc là động cơ một chiều từ 12 đến 36V. Xi lanh điện này thì của mình đang là 24V, mình đang sử dụng cái nguồn 24V 3A để điều khiển kết nối với cái bộ điều khiển này. Đây điều khiển GS này. Đấy. Mạch thì có chức năng điều khiển lên xuống và chức năng công tác hành trình. Điện áp đầu vào, không phân chiều, động cơ đầu ra này. Nút nhấn học lệnh trên mạch này. 3 nút nhấn tiến lùi và dừng này. Và dăm chuyển đổi chế độ nhấn đề hoặc là nhấn giữ. Xi lanh điện thì các bạn biết là xi lanh điện thì nó được cấu tạo có hai công tác hành trình, điểm đầu và điểm cuối. Thì khi kịch công tác hành trình thì xi lanh điện sẽ dừng hoặc là lên hoặc xuống đấy. Bây giờ mình điều khiển cho các bạn xem này. Đầu tiên lên này. Với trường hợp mà các bạn lắp cái công tác hành trình thì khi mà kịch vào công tác hành trình thì đèn này sẽ tắt này. Còn nếu như mình với trường hợp mình điều khiển xi lanh điện thì ở đây nó có công tác hành trình rồi nên nó sẽ tự ngắt này. Thì mình có thể bật ngược lại này. Với các trường hợp mà không lắp công tác hành trình thì cái mạch này khi mà cái led này vẫn sáng này, up down này vẫn sáng này, thì tức là mạch vẫn đang phải nuôi delay kick. Thì để tắt nó đi thì phải nhấn vào nút giữa. Mọi người chú ý nhé. Còn trường hợp đấy là trường hợp mình không lắp công tác hành trình. Còn nếu lắp công tác hành trình thì phải triệt tiêu được cái này. Đấy. Nhấn dừng này, xuống này. Dừng này, xuống này. Dừng này, xuống này. Hoặc là lên luôn cũng được. Đang xuống mà lên luôn cũng được. Trường hợp muốn thay đổi chế độ này, mình rút dăm, nó có dăm 1, 2, 3, 4 thì mình vừa mới dùng dăm là 3, 4 thì bây giờ chuyển sang 1, 2 là chế độ đề này. Rút nguồn ra, cấp nguồn lại. Đấy. Nhấn. Nhấn giữ thì nó lên. Đấy là nó tắt. Nhấn xuống. Đấy. Còn cách học lệnh của cái tay GF này cũng rất là giản. Các bạn có nhiều tay thì học nhiều lần. Bây giờ mình muốn học thì mình nhấn nút này này, để nó sáng lên này. Tiếp đến nhấn lần lượt các nút nhấn mình mong muốn lên xuống dừng. Đấy. Sau khi nhấn xong rồi thì đèn nó sẽ nháy và nhấn kết thúc bằng cái nút nhấn này. Thì nó tắt đi, thì lúc đấy điều khiển. Trường hợp mà các bạn học lệnh mà nó lên xuống nó không theo cái hình ký hiệu thì mình có thể xóa đi và học lại bằng cách nhấn giữ. Đấy, học đến khi nào mà mình theo đúng trình tự là lên này, xuống này và dừng thì thôi. Đấy, thì vừa rồi mình vừa mới giới thiệu với các bạn về cái bộ điều khiển xi lanh điện, cũng có thể là điều khiển cái động cơ giảm tốc loại 12 đến 36V, điều khiển qua tay remote và điều khiển qua trực tiếp trên mạch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình.